hello chào mừng các bạn đến với tựa game dragon city mình là sơn đây wow cái màn hình sự kiện mới khá là đẹp các bạn ạ à. tia tên giá xuất hiện rồi đây à, đúng là cái hòn đảo này à. mình thấy là cái đây là giống như là một hệ thống các hoàng đảo các bạn ạ à. và cái 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 đây này thấy không là có vẻ như là nó đang bay ở trên trời các bạn đúng là sự kiện của đảo gió đây à, ở trên những cái tầng mây này có có một cái hệ thống các hòn đảo kết nối với nhau và ở trên đó chắc là nơi ngư trị của của titan giá các bạn à, hiện tại đang bán uh, Last land à, cái này uh, cái này á uh, là cái này á uh, là mình đang ở và vào xe vào ảo và vào xe vào ảo để mình uh, mình review cái cái lấy cái con trứng rồng titan uh, để để xem thử là đi tốn bao nhiêu bao nhiêu con nha các bạn đây hòn đảo này khá đẹp nè và hướng dẫn sự kiện thì để sau cái khúc sau mình ghép vào thì mình sẽ hướng dẫn sự kiện còn bây giờ cái mục đích chính của mình là vào để đi lấy đi cái con rồng gió này nè và xem thử là chúng ta đi tốn bao nhiêu bao nhiêu con để lấy được cái trứng titan để thăm kịp thời định hướng cái cái hướng đi của sự kiện này cho các bạn ha rồi bây giờ mình sẽ đi thử luôn chúng ta cùng tính nào là hai trăm rưỡi nè rồi, hai trăm rưỡi, ba trăm rưỡi là Hai trăm với ba trăm là năm trăm Sáu trăm rồi các bạn Hai bước là sáu trăm con, được sáu game Sáu trăm với bốn trăm là một ngàn Một không năm mươi Rồi, một không năm mươi Một năm năm mươi, một ngàn sáu trăm Bước thứ tư là một ngàn sáu trăm nha các bạn Wow, một mờ trái cây luôn Một ngàn sáu trăm

rồi, bước tiếp theo 3.000, 11.500 cộng 3.000 là 14.500 con. Rồi, 14.500, 14.500 mà cộng 500 là 15, 15 cộng 3 là 8. 18.000 con. Cái rương Harris này là 18.000 con rồi nha các bạn. Rồi, 18.000 cộng 4.000 là 22.000 con. 22.000 con cho cái rương gió đùa đây cái búi 22 ngàn con mở rừng giá được cái được con trăm token giá khá cây nhờ 22.000 cộng 4.500 là 20 22.000 cộng 4.000 là 26 26.500 con rồi quả trứng Titan ở đây thì mình sẽ nhận được tere titan. Ngon các bạn Mình đang thiếu con Terra Titan À rồi chút 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 mình chỉ cho Wow khá là ngon nha Là, là chết rồi chết rồi Nhiều nhiều à, Nhiều nhiều mình quên mất tiêu rồi các bạn Các bạn 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 Mình mình gặp Terra Titan mình mừng quá à, Bao nhiêu ngàn con thì Mình quên mất tiêu rồi Xin lỗi các bạn nha mình quên mất tiêu rồi các bạn bạn tua lại khúc trước đó mình vừa mới tính là nhiêu á các bạn xem lại nha cái bước cuối là 5.000 thì các bạn cộng thêm vào mà cái cái 5.000 này cũng không quan trọng quan trọng là cái 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 cái, quả cái quả Titan chết kìa các bạn hồi nãy mình tính hình như là 22.000 24.000 gì đó. đó và cái này thì mình chỉ, chỉ lấy để xem thử là để các bạn tính là nha. Và cái này tại vì mình đang quay cái buổi tối nè, mình chỉ quay một xíu thôi, xíu này thôi, để tính rồi sau đó mình sẽ ghép cái khúc video sau mình quay vào buổi trưa, lúc đó là mình sẽ tính mình sẽ tính toán tất cả những cái con này đi tốn bao nhiêu con luôn nha các bạn để hiển thị thông tin sự kiện cụ thể rõ ràng hơn cho các bạn nha. Rồi giờ mình dừng dừng cái khúc này để mình ghép ghép thêm khúc sau vào. Rồi để tiếp nối cái cái khúc trước các bạn thì mình đã có cái thông tin của cái sự kiện rồi đây bức ảnh này thì từ mình sẽ đăng lên hồi cho các bạn xem nha để các bạn tải về máy rồi xem mỗi lần khi cần dụng gì đó hoặc là mình nghĩ là không xem cũng được tại vì cái sự kiện này á thì nó sẽ diễn ra từ ngày 6 ngày 6 cho đến ngày 17 bảy và tổng sự kiện thì các bạn sẽ nhận được 19.800 con 19.800 con nha các bạn và các bạn muốn lấy được cái cái quả trứng titan mà hồi cái khúc trước mình tính á là ở đây á muốn lấy lấy cả con rồng này á, là 31.500 mà trừ đi 5.000 là 36 26.500 nha các bạn. 26.500 cái này cho là 20.000 đi thì các bạn cần phải bù thêm 6.500 con. Đấy, 6.500 con. Các bạn bù theo nhiều kiểu, ví dụ như là các bạn chơi sự kiện Rinner nè, nó nó có thể con vì là những con rồng gió các bạn. Nên là nó có thêm sự kiện Rainer Island trong đó nữa Thì các bạn ráng kiếm thêm con nhờ sự kiện Rainer này, Cũng như xem quảng cáo đồ các kiểu đó. Và chăm chỉ thu con Dạng như là phải gọi là chăm cây Thì các bạn sẽ lấy được quả trứng Titan nha Và đi mục đích là đi một con Storm binger thôi à, Còn bạn nào không thích những quả trứng Titan Thì cũng có thể lựa chọn những đường đi khác nhau Ví dụ như các bạn có thể đi theo cái đường cái đường thẳng này à, đi theo đường thẳng này để lấy để lấy được cái con uh, k kr nivo wens mà muốn lấy được nó thì đường đi cũng khá là căng thẳng à, đầu tiên là con sunstorm các bạn đi cần 750 con con tiếp theo là Windfire con ly winfire sẽ tốn là 3 000 hot là 5 000 Millium là 8.000 West Wind West Queen là một trong 44 bốn, bốn cái con rồng gió để, để cân để đổi được con gió Titan á là 8.000 uh, con rồng hút mặt này con rồng bữa sự kiện trước nè 13.600 uh, con này 15.000 level Win là 24.000 hoặc là các bạn cũng có thể đi theo cái con đường các bạn để dành để dành 10.000 con uh, các bạn để dành 10 con các bạn đi lấy con s win uh, s khi mà nó xuất hiện vào ngày 13 nó xuất hiện ra thì 10.000 là sẽ lấy được con này. Đây. các bạn nên chơi như thế này Nếu mà các bạn thích con Titan gió và bỏ đi quà trứng Titan á thì số con của các bạn á các bạn đầu tiên là bạn để dành đủ 10.000 trước. Và sau khi nó lên được tầm 12.000, 15.000 đồ gì á thì các bạn đi theo cái đường này để lấy con West Wing và con S Wing, sau đó là chơi trong sự kiện giá nữa, chắc là cả hai con rồng rồng giá, rồng có hai hướng giá nữa thì lúc đó thì các bạn sẽ lấy sẽ đổi được con Light Titan. Rồi bây giờ mình vào trong sự kiện chính luôn nha. Đó là cái thông tin của sự kiện thôi, tổng hợp thông tin của sự kiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào Dragon City. Ok. Rồi, đây là Dragon City, bây giờ vào luôn nha. Để mình bật âm thanh ta lên xíu. Rồi đang hiện tại thì đang bán con Last Land Dragon và con Last Land này nó cũng liên quan đến một sự kiện các bạn ạ. Đây, con Last Land này thì nó cũng liên quan đến một cái loại sự kiện là khi mà bạn có cái con rồng này có thể like được và hoặc là có thể có hai con rồng này có thể like hoặc mua trong shop. Đấy, đủ bộ ba rồng legend này thì các bạn sẽ nhận được một quẻ trứng Heroic và đổi được một con Heroic nha các bạn. Đấy, rồi và tiếp theo chúng ta đến Master the Wings này. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 17 và trong toàn bộ sự kiện này sẽ, sẽ diễn ra 3 loại sự kiện. Sự kiện thứ nhất là Magic Even, sự kiện thứ hai là PUBGly Event, sự kiện thứ ba là Runner Runner Islands. Đó à, cả 3 loại sự kiện các bạn ạ. À. Sự kiện này thì chứa chứa hai con rồng gió ở hai hướng. Sự kiện này thì chứa một con rồng gió và sự kiện này chứa một con rồng gió. Vậy thì trong bốn con rồng gió thì có một con rồng gió là hạng E các bạn ạ. À còn lại ba con thì hạng Legend và trong cái, các cái sự kiện này nè thì các bạn à, cố gắng sưu tập thật là nhiều những cái vật phẩm này những cái vật phẩm trang trí này để đổi được những cái phần quà cái đó chỉ là ở bức bức ảnh sau và cái này sẽ xuất hiện thêm 1, 2, 3, 4, 5 tổng trong sự kiện này sẽ xuất thêm 5 con rồng mới các bạn như là 5 con rồng mới các bạn ạ à. Rồi, Master The Wind đây là cái Hướng dẫn cho những bậc thầy của cái sự kiện này Những người chơi dạng như là Ghê, ghê gốm á đây. Ở đây á, thì uh, trong những cái rương này này Thì nó sẽ có những cái vật phẩm như thế này nha các bạn Vật phẩm như thế này Và vật phẩm trang trí này á uh, Khi các bạn đủ 100 vật phẩm Thốt ra vào lại thì, thì sẽ được vật trang trí này Rồi, và tiếp theo Khi các bạn đủ được 250 vật phẩm Thì các bạn có thể đổi được Là uh, 300 320 ốc của con Light Titan the Dragon đã năng được 2 sao à, Và khi các các bạn có vật phẩm này rồi nè Cộng với các bạn có bốn cái con rồng gió ở bốn hướng Đông, Tây, Nam Đông, Tây, Nam, Nam ở phía dưới đây Bắc Đây à, hướng Đông nè, đây hướng Tây nè Đây hướng Nam nè, đây hướng Bắc nè à, 4 con này Cộng với vật phẩm thì các bạn sẽ đổi được con Win Titan à, là cái bộ sự kiện dạng như là muốn có Win Titan thì cũng hơi canh kèo vì chơi nó phải không không trượt phát nào các bạn phải gọi là không trượt phát nào và muốn có hai sao thì phải, phải, thêm thêm sức lực đồ các kiểu nữa rồi con ok bây giờ thì mình sẽ thu con ha ở khúc trước là mình đang ở xe vào ảo nên con của mình là con ảo nha các bạn nó không phải con thật đâu rồi hôm nay thì mình review con rồng mà. lady Lunas dragon này thì ở sự kiện trước đó là một loại rồng legend rồi, cho nó vào đây đây rồi, Cái bộ rồng giá xuất hiện rồi các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con rồng giả kìa Trong đó có Light Titan The Dragon Ok Hôm nay thì mình sẽ review con Lady Luna Rồng ở đây là chị Hân Ok con này là một loại rau mà Legend cách chín nha các bạn Legend cách 9 Và hệ của nó, hệ đầu là hệ bóng tối Nên nó sợ hai hệ là hệ ánh sáng và hệ đất Nó có thể crit được hệ ánh sáng, kim loại, điện, bóng tối, Legend, lửa và chiến binh bốn hệ crit được 7 hệ khác nhau và sợ hai hệ con này thì chắc là mình sẽ chấm cho 9 điểm tại vì cái hệ đầu nó là nó sợ tới hai hệ các bạn ạ à và trong cái bộ hệ của nó thì rất là tốt và uh, crit được uh, mát hệ không có cặp hệ trùng con này thì có vẻ như là nó có dạng như là cái mặt trăng nó quay xung quanh các bạn ạ và mặt trăng thì nó có thuộc dạng là các bạn để ý kỹ này là có, có cái rất là đen đen rất nhiều có cái trắng rất nhiều cái này là biểu hiện biểu thị cho mặt trăng các bạn mặt trăng mọc dần dần từ nhỏ đến lớn á đến ngày 15 là trăng tròn sau đó lại khuyết đi khuyết đi rồi tròn lại khuyết lại tròn lại khuyết á cái này là biểu thị cho cái đó các bạn ạ cái cái quay xung quanh này tức là dòng dòng quay của mặt trăng á con này khá đẹp nha và khi nó đi đánh thì như thế nào đây ở đây chúng ta sẽ vào skill của nó thì có skill black hole cộng là mạnh nhất cũng là rồng mặt trăng mà đại diện cho hệ bóng tối oh cái ở trước trước À, trước ngực nó phóng ra nguồn năng lượng các bạn ạ. trước ngực nó phóng ra nguồn năng lượng à, cái này à, nguồn năng lượng này mình thấy nó cũng, cũng thường các bạn ạ. cũng thường thôi ít đẹp à, skill thì các bạn cứ luyện từ trên xuống dưới nha à, và skill mua thì khỏi luyện luyện skill nước ánh sáng và bóng tối thôi bóng tối thay bóng tối ánh sáng thay ánh sáng và nước thay nước à, không biết mình có thể đi đánh được không nhỉ West không thể đi đánh được các bạn ạ, West này thì mình hoàn thành hết rồi, hoàn thành toàn bộ wish rồi, mình đánh chặt chẽ rồi, ok, rồi Vậy chắc là video mình xin dừng ở tại đây nha, à, thì xin nhắc lại một lần nữa ở sự kiện của đào gió này thì các bạn có hai cách hướng đi để lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là các bạn phải chăm cây một tí và rất là phải gọi là rất là chăm chỉ chơi sự kiện Bubsit Island, sự kiện Ring Island để lấy thêm con thì các bạn mới có thể lấy được quả trứng Titan. Còn cái loại thứ hai, cái đường đi thứ hai là các bạn cứ để dành sẵn 10.000 con cho đến lúc lên được 15.000 thì các bạn đi đi cái đường đi bình thường để lấy thêm con rồng con rồng của một cái hướng, con rồng đó là rồng Abyss. À, và hiện tại đang cá breeding Uh, Ultra Breeding for a Tree được giảm giá 50%. Bạn nào chưa có cái này thì nên vào shop mua ngay nha các bạn. Uh, chỉ có 50 game thôi mà đổi được một cái cây like nên tranh thủ mua nha. Rồi chắc là video đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha.